Ok, và xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý của mùa 8.5. Tại vì sắp tới thì sẽ cập nhật cái bản mùa 9, cho nên là mình cũng sẽ cống hiến cho anh em một vài những cái siêu phẩm, cũng như là một trong những cái tộc hệ mà được nhiều anh em yêu thích nhất trong đấu trường chân lý của mùa 8. Đó chính là đạo trích nha. Ok, đạo trích thì anh em thường kết hợp với những cái đội hình như thế nào? Rút súng nhanh, hộ công hay là đấu sĩ các kiểu. Mình thì có một con Rammoth tanh khá là trâu bò. Và rắn đam thì mình đã lựa chọn là Kai'Sa. Trời ơi, đấm cho Long men nào. Long men một phát hơi đau. Chiến lợi phẩm nhà máy tê chế và lắp kinh nhắm, mình sẽ lấy chiến lợi phẩm thôi. Hơi tiếc khi mà chúng ta lại không sở hữu thêm những cái lõi mà liên quan đến đạo trích, nhưng mà không sao. Pharon vừa rồi thì mình cũng đã có được Sona để có thể kích hoạt được cột mốc 4 đạo trích rồi. 80 máu, cáo hoàng tộc, trung threat 1 với 100 HP. Hay là gặp top 8 đây, truy lạc. À, các bạn truy lạc thì bạn AFK mất rồi. Trung threat thì vẫn giữ được là mức máu đỉnh cao. Gặp luôn, check va luôn anh em nhỉ. Giờ mà với cái tỷ lệ 5% này, món Zihin nó biến thành Samira thì mình đổi đồ luôn. Thì lúc đấy thì bú vội. À, check va phát nhờ. Innova luôn. Ansem thì bạn xong đấu và con cảnh laser. Quá ghê gớm. Nhưng với Rammoth 2 sao thì mình khá là tự tin về cái đội hình hiện tại của mình. Bùm. Ôi giời ơi, tính tiền luôn. Đã Innova là phải chất. Ok chưa? Ông nào nữa, ông nào mà cháy sáng sáng thì cho xin cái hẹn luôn đi. Top 1 đúng không? NXB Chinalesin à? Chinalesin à? Là cáo hoàng tộc. Người anh em này thì với 86 máu, đội hình nhìn cũng ghê gớm. Kiểu TF và Samira rồi ấy, nhìn cũng hơi sợ. Để xem trận này mình sẽ chơi cột mốc hũ mấy để cống hiến cho anh em xem đây. Còn anh em nào có những ý tưởng gì cuối mùa thì hãy bình luận ngay nhá. Cái số 2 mà thuật đầu game thì chả có gì mấy đâu các bạn à. Đa số mình lấy gọi là thêm tí tiền thôi. Ôi, gặp được cái bạn AFK này đúng kiểu sướng. Vừa được dự chuỗi thắng lại còn thêm được cột bốc hũ. Chơi game chỉ thích gặp AFK thôi. Mà lâu lắm rồi tôi mới gặp AFK gọi là như thế này đấy. Kiểu gặp AFK anh em mình có một cái vé lót dạ top 8 đấy. Thế nên thì ai chả thích. Sướng luôn. Đúng ông nào mà đánh nhau gì mà lâu thế. Đi chợ thôi. Và trong phiên đi chợ lần này thì chúng ta có Garen, Aurelion Sol và Midforton. Trong đấy thì có hai con cầm đồ rất đẹp là Midfor và Garen. Một con thì thuần sát thương phép. Garen thì ưu tiên những trang bị phòng thủ là quá hợp lý. Mình thì chắc là sẽ lấy con Morgana này đi. Được thì làm luôn hai giáp máu cho lấy xin luôn. Hình như là các bạn Chinalesin này vừa bị thua cái thế là bằng máu với mình luôn này. Đấy, lặp luôn. Cái gì tận dụng được là anh em mình cứ tận dụng luôn. Và ngay cáo hoàng tộc 69 à. Mà cái con số 69 này nghe có vẻ là hơi bị nhạy cảm. 69 88 thì tôi thích số 88 lắm. 86 68, 68 này. Để xem là gặp ai đây. Oh, Fenry. 3 bị tướng 4 tiền kết hợp với rút súng nhanh. Aurelion Sol thì nó sẽ mang đến cho đội hình của bạn này có hiệu ứng thiêu đốt. Đổi lại Samira sẽ có sát thương kết liễu từ chủ lực. 3 rút súng nhanh à? À không, ông này không chưa có rút súng nhanh luôn. 3 biệt độ vô cực mới đúng. Ok, 9 máu à. đang cái chuỗi thắng mà gặp ông này chin đấm mặt chin máu cũng thốn. Mà ông này cấp 5 nha, đấm mình cấp 6 luôn ạ. Sát tường quá nhiều rồi còn TF. Chúng ta có Kele 2, mùa đông vĩnh cửu và một bùa đèn ma thuật. Đương nhiên là mình sẽ tiếp tục phi vụ rồi. Còn Vi thì chúng ta cũng đã có được cột mốc 2. Thế thì bắt làm gì nữa? Tại vì trong cái bộ môn đạo trích này, Kele, EZ, Sona, Vi thì mấy con này thì chắc cũng chỉ mang đến cho chúng ta những cái kiểu mảnh ghép để có thể kích hệ mà thôi. Nhân vật chính thì nó sẽ là Samira, còn gánh team. Nhưng đổi lại nếu như mà có những nâng cấp anh hùng của Vi hay là EZ, Sona thì nó cũng sẽ có một phiên bản khác để giúp cho đội hình có thể gọi là hướng đến một cái con carry khác. Non-stop HG1, Lauren thần thoại và nhà tài phiệt. Đấy, nếu ngang cấp độ, hơn cấp độ mình thì mình lại thắng được, mà mình thua ông cấp 6 đều thê. Bây giờ thì mình sẽ có hai sự lựa chọn, một là lên cấp 7, roll tìm Samira. Còn phương án thứ hai thì sẽ đợi vòng 4.2 sẽ có nâng cấp anh hùng của tướng chẳng hạn. Mà đã có hai lõi rồi thì nâng cấp ở vòng 4 khả năng là sẽ có tầm khoảng thứ nhất là 3 hoặc là 4 tiền, thứ hai là sẽ có hai trường hợp là 4 và 5 tiền nữa. Đấy, thôi thì thích rơi vào cái trường hợp thứ hai hơn là 4 và 5 tiền. Những trận đấu sẽ diễn ra rất là kịch tính và trở nên gọi là thú vị hơn bởi những cái con mà 4-5 tiền có những cái lõi công nghệ nâng cấp tướng sẽ rất là thú vị. Chẳng hạn như là mưa tiền, đấy, liều ăn nhiều hay là tăng tiền cược chẳng hạn. Lõi hack vàng, hack tốc đánh các kiểu, thợ săn khô báu đi, biết đâu được đúng không? Cá hoàng tộc này, gặp mình là vừa chấm gái, cũng là bài ma pháp sư kết hợp với ngưu binh rồi. Con lệp lang 2 sao trưởng khá khét. Với lợi thế về số đồng nhưng vẫn không ăn lại được à? Một mình lệp lang cân hết hay không đây? Có kiếm súng hashtag. Và đó là chiến thắng dành cho cáo hoàng tộc. Mình cũng có chiến lợi phẩm nhưng mà chưa được kích hoạt quá nhiều. Siêu bão đổ bộ, cộng hưởng tinh tú, hắc hóa thần kiết. Đây rồi, đúng như cái dự đoán của mình, thợ săn khô báu là một trong những cái lõi công nghệ mà mình yêu thích nhất của mùa 8.5. Và cái lõi này thì nó sẽ chỉ cho Urgot mạnh nhất ở trong đội hình của chúng ta thôi nhá. Quá tuyệt vời. Mà con Urgot bây giờ là kiểu ở vệ binh tinh tú và hiểm họa cơ. Thế nó mới hay. Có ai chơi giống mình không nhờ? Ông nào mà chơi thợ săn kho báu thì xác định là cạnh tranh đi. Tôi mới là thợ săn kho báu đích thực đây này. Mà thợ săn kho báu này thì kiểu anh em sở hữu vào rồi ấy, nó không khác gì gọi là những cái gọi nổ hũ ở trong những cái pha combat cả. Uầy, Urgot làm gì đấy đi. Thủy triều dâng. Và chúng ta có một hũ tiền tướng. Hay. Đúng là tường nhưng mà chỉ là Nasus mà thôi. Hình như có cái tỷ lệ kho báu của những vị tướng thì bạn đang sử dụng. Tiếp tục thôi. EZ2 à? Mình đã nói với anh em rồi, mấy con này chỉ để kích hệ thôi, lên làm gì chứ tốn tiền. Thay vào đấy là chúng ta kiểu update cấp và kẹp thêm mấy con như là Morgana lấy thêm hệ hồn khống chế này, hoặc là tanker như Aatrox chẳng hạn. Đấy, thì chắc là cũng sẽ thú vị hơn. Hà Nội dạo này nóng quá anh em ạ. Nóng kinh khủng. Ấy à, mình vừa làm rơi cái điều khiển máy lạnh. Nhưng mà cũng may là có cái sự lạnh lùng của em đấy. Không anh chết nóng luôn. Chung thread 1, Nguyên Tố Luân, TF. Càng quá nhờ. Lợi hại quá nhờ. 61 máu. Mình đang đứng ở vị trí top 3. Nói chung là trận này mình giữ máu cũng không quá tệ, phải nói là tạm được. Đã chơi đạo trích thì anh em phải cố gắng giữ máu nhé. Thứ chất là đội hình của mình cũng chả có cái gì cả ngoài con Rammoth 2. Anh em cố luôn một con nào tanh 2 sao châu bò tí là ổn áp. Sẽ lậm luôn con Leona này đi. Nhìn nó 5 tiền thì nó khoái quá các bạn ạ. Hơi nhiều giáp máu nhở. Cái là mình lại nảy ra một cái ý tưởng gọi là nhiều giáp máu xem sao, đúng không? Hay đấy, hay. Mình có 2 cái giáp máu rồi này. Để lắp phong kiếm hay là gì đấy thì truy phá kích à, cũng không cần lắm. Urgot luôn. Ui, Garen, Samira đây rồi, hợp lý. Đã vậy thì về. Ui, Syndra à. Syndra này thì vệ binh luôn. Quá ngon nghẻ. Cho mày. Cái nhân bản thường cỡ lớn à. Bây giờ thì mình cũng đang băn khoăn không biết là còn nên xài luôn cho Urgot hay không ấy. Ô, cổ vũ đội đến từ Non-Stop HG. Vệ binh tinh tú và Kai'Sa. Riven thì có những trang bị phòng thủ cực đẹp. Một cái găng. Bao tay đạo tạc à. Hay là cũng đợi cung xanh đây. Cố lên nào. Không ăn thua rồi. Máu bị trừ quá nhiều. Tiếp tục là một Samira nữa. Nhưng mình phải lắp ráp máu đã. Bao tay đạo tặc cho Vi. Củng cố thêm cái răn tanh. Zihin. Zihin thì cũng hơi khó nha. Không có chơi được cái đội hình này. Tôi thấy là Zihin là một trong những cái vị tướng mà được ít sử dụng nhất. Ở trong mình như mình đoán thế. Đấy là theo ý kiến cá nhân của mình. Mình làm cực kỳ ít clip về Zihin này luôn. 1-2 clip thôi. Vì Zihin mùa này tôi thấy là cũng không kiểu quá mãn cái đồ nhà ăn. Ôi, ui, 4 hũ tiền mà trong đó có một BF cũng như là rơi tầm khoảng 6 tiền. À không, 8 tiền không? 4 trận rồi à? Chuỗi thua 4 rồi. 14 trên 10 này. Trận này là không có sao đậu trích cho nên cũng phải chấp nhận. Thôi tiếp tục. Tôi là không lằng nhằng. Đạo trích là phải quyết đoán vào các bạn à. Liều thì chúng ta mới ăn được gọi là đồ nhiều. Mong sao là đừng gặp mấy cái ông mà thể hiện sức mạnh quá ghê. Đồ 8 song đầu hay là gì đấy, là siêu thú. Anh mình bị thua tầm khoảng 2 trận liên tục thôi. Thì bây giờ chắc cũng phải đái ỉa không đều. Lại đai màu nữa. Ui giời, cái gì đây? Găng à. Vậy là chúng ta sẽ có thêm một giáp máu nữa. Được luôn. Ôi mình ta hơi giáp máu á. Và lắp vô cực vậy. Đó là huyết kiếm. Huyết kiếm cho nó hồi máu. Ố, quên mất, trời ơi. Mình đáng lý ra nên lắp vô cực ấy. Tại vì có cái chiến lợi phẩm rồi quên. Rồi còn dư một cái giáp máu này, này không biết lắp cho con nào. Không kéo anh em mình lắp đại cho con nào với ta. Cho nó kiểu trâu trâu một tí nhở. Sona đi. Sona giáp máu nghe có vẻ tếu hài nhưng đây chỉ là phương án tạm thời sử dụng mà thôi. Nasus kìa. Tuy là anh ta không có farm nữa và farm mãi, nhưng Nasus này có lăn khắp thế giới. Chạy khắp thế giới hả? Samira 2 thì mình tự tin hơn nhiều rồi. Cũng như Leona thì có lượng sát thương chuẩn. Đốt thẳng vào mặt. Nice. 7 trên 10. 21 23 23 13 máu này. Bây giờ nhá, bây giờ chắc để dành tiền lên gấp 9 thôi. Samira 2 rồi. Lại mình roll là tầm khoảng level 8 này rồi. Chắc là chỉ tìm con Samira 2 này thôi. Thực sự với anh em là muốn sử dụng cái nhân bản tường cỡ lớn này cho con Urgot lắm rồi. Cơ mà phải gọi là nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn ở đây là gì? Để dành xem là chúng ta sẽ có thể lên được một vị tướng 5 tiền 3 sao hay không. Và lắp cho nó 3 cái giáp máu để xem cái độ trâu và lượng máu tối đa của nó là bao nhiêu. 5 tiền 3 sao ở những phiên bản lần này thì sẽ có những cái update rất mới, tăng gọi là máu tối đa nữa đấy. Ôi pha này thu hơi đậm, hơi đậm. Vãi cả nồi. Syndra, nice. 8, ok. Bạn ấy level 9 sớm thế. Big Fortune rút súng nhanh vào nữa. Chơi gì mà ghê em thần. Urgot 2. Ủa. Đủ rồi. Đủ rồi anh em ạ, 19 máu, không tham nữa. Máu còn quá ít. Thời tiết hôm nay là như thế nào đây? Trước tiên là mình phải thay bớt những con ấy này ra đã. Cứ lắp cho Urgot 3 đồ ánh sáng đi. Cho đại con rồng này vào. Làm nhẹ một cái vô cực luôn. Hay. Quẩy thông đạo ánh sáng. Sóng thần thuần khiết. Giờ thì cá hoàng tộc với con Nico nhìn cũng ghê. Nhưng mà nổ hũ ra 3 trang bị ánh sáng thì phải thành gọi là bố của lobby rồi. Nói dư. À nhà kia cũng bị thu phần sao mình luôn ạ. Khá là tếu. Và trong phiên đi chợ lần này thì cũng không có những cái vị tướng cầu kỳ. Mình thì thích những vị tướng 5 tiền hơn. Mất giáp máu rồi. Một cái này đi cho chắc. Quyền trượng đi. Lắp mấy cái ấn tộc hệ. Phải kẹp thêm mấy con bậu sậu vào tôi cũng hơi ghét. Giờ chỉ cho có 5 tiền mà chơi thôi. Mordekaiser Sojin à. Mình thì vẫn muốn những cái trang bị hồi mana cho Urgot hơn á. Nhưng mà lỡ lắp 3 đồ ánh sáng này rồi. Rồi ok. Nhưng mà chả sao cả. Chơi là phải cháy. Chơi con này vào đi. Hay là Syndra vào đây đi. À Zana mới đúng, nhầm. Zana này vào thì thời tiết là nắng mưa thất thường lắm. Như gọi là các bạn nữ vậy. Nay gọi là vui, mai buồn, ngày kia lại vui, xong sáng vui, tối buồn. Đấy, khó chịu thực sự luôn ạ. Anh em tôi cũng có tuổi rồi. Các bạn nữ, anh em nào mà hiểu được cái tâm lý các bạn nữ thì comment cho mình biết với. Rất là nhiều những cái ẩn số khác nhau ạ. Và solo kill giữa Samira và Chitovay. Layer bài rất khét ạ. Tuy là chúng ta có chủ lực nhưng vẫn không thể nào mà đánh bại Ngôn Phi. Đã vậy thì mình sẽ phải sử dụng sức mạnh của Big Gold. Syndra 2. Bây giờ không thể nào mà mắc thêm một sai lầm nào nữa cả. Một sai lầm nhỏ cũng càng là không. Ok. Nu nu. Quyền trượng luôn đi. Được chưa? Giờ thì thua hộ. Khi mà chúng ta có giáp lửa rồi thì cũng không cần thiết đến hiệu ứng vết thương sâu của Aurelion Sol nữa. Syndra mới vào là kèo luôn. Hay. Leona 3 giáp máu. Trời ơi, ông trời ơi, ông trời ơi. Hết cứu chưa? Hết cứu luôn. Tính tiền cho NXP Chinalesin. Hết cứu. 17, 17 và 11. Và đó là chiến thắng dành cho Long men. Sorry. Tiếp tục là một Urgot nữa. Liệu rằng sẽ có một game đấu Urgot 3 sao chăng? Chơi hai con. Gấp đôi canxi để làm gì? Gấp đôi thủy triều và gấp đôi lượng kho báu, đúng không? Áo choàng tĩnh lặng luôn đi. Tôi là không biết có lên được con Leona 3 sao 3 giáp máu hay không. Nhưng nếu như có một vị tướng nào nằm tiền 3 sao thì chắc chắn nó sẽ được sở hữu 3 cái giáp máu. Không có những cái mà giáp màu ánh sáng, nhưng cũng chả sao cả. Nó sẽ găng bảo thạch đi. Tôi không thích ấy lắm. Thích cái độ sốc sát thương. Gì đây? Máy roll kiểu 20 tiền rồi mới ra một con 5 tiền ạ. Còn bình bịp vãi cả nồi. Tôi cứ tưởng là bị lừa rồi cái cú roll vừa nãy rồi cơ. Bị sốc luôn. Sốc cái tinh thần luôn. Chuyển sang bên này để Urgot ta có thể kéo nhiều tiền và trang bị hơn. Top 1. Không phải rồi. Chúng ta gặp cáo hàng tộc. Và xếp đi vào lòng đất. Tự tay bóp rái rồi. Oh shit. Nhưng mà Urgot và Fiddlesticks, vai cả nồi Fiddlesticks nhà mình. Nó chỉ cần 2 cú sai kỹ năng thôi mà đã làm cho cáo hàng tộc phải tạm dừng cuộc chơi luôn ạ. Top 1 thì cũng vừa đánh bại Long men xong. Vậy là thế giới này bây giờ là của anh em nhà mình rồi. EZ 2 sao. Thực sự thì có cần lắm không? Theo anh em thì bây giờ mình nên update con nào 3 sao đây? Có quá nhiều sự lựa chọn luôn. Urgot. Oh my god. Lại con EZ nữa. Trong khi người anh em này đang sở hữu con EZ2 rồi, cho nên là mình sẽ phải bán đi rồi. Và anh ta cũng đang nằm giữa 2 con Urgot ạ. Thì đồng nghĩa với chúng ta sẽ rất khó để có thể roll ra được thêm Urgot là 1 và lên Urgot 3 sao. Trừ khi là con Urgot của mình nó hack dân tướng Urgot thôi. Đấy là phải nhờ vào Urgot của chúng ta nữa. Ê ơi, bán Urgot đi anh em ơi. Fiddlesticks. Oh, có một ứng cử viên sáng giá hơn rất nhiều lần so với Urgot nhà mình rồi. Và đó chỉ cần một con Fiddlesticks nữa thôi. Cho nên là mình chắc chắn là cần phải buộc win. Không thể nào mà bị thua những cái round đấu lần này được. Bây giờ mà thua thì chắc là sẽ ân hận, gọi là suốt cả cái gọi là tối hôm nay luôn. Oh, gì là bắt Fiddle nó vậy, đừng bắt nữa nha. Oh, ui. Quá thơm. Và đấm 22 máu. Lại là Urgot. Mà ông này có lấy Urgot không? Tôi cho ông luôn đấy. Nhưng mà dễ gì mà ông mình càng gọi là nhường nhịn ấy thì đối phương lại càng cái lần tới lại càng bắt thêm. Khó đấy. Và Fiddlesticks của tôi có ra không nào? Mình nghĩ là hơi khó rồi. Sau round đầu lần này thì chắc mình sẽ có một cú all in nhẹ. Có gì lắm. Vì con Leona cũng chả kích hoạt được hệ gì đâu các bạn. Thêm một giáp máu cho mình Zana luôn đi. Cái đội hình gì mà lắm giáp máu ai nồi. Máy chiếu la đẹp. Anh em này chỉ đổi vị trí của ấy thôi. Urgot. Nice. Samira. Vẫn là một chiến thắng. Nếu như mà người anh em này không bắt Urgot thì có lẽ mình sẽ lên cả 2 tướng 5 vàng 3 sao cơ. Nhưng bây giờ thì oh my god lad. Ui trời ơi, ông trời ơi. Chuẩn bị đây anh em. Này tôi chỉ làm một lần thôi. duy nhất một lần. Watching 3, 2, 1. Lên. 3 sao và 3 giáp máu. Quá ghê gớm. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng lượng sức mạnh của Fiddlesticks 3 xem nào. Ông này thì cầm Urgot 2 rồi, mình khó roll lắm. Ui rồi ơi, bất tử rồi. 10.040 máu. Ui ôi ôi. Giờ phải làm gì đây? Hay là mình chơi thử 3 đầu ánh sáng thế nào, đúng không? Theo anh em thì Fiddlesticks 3 sao 3 giáp máu hay là 3 đầu ánh sáng thì nó sẽ là mạnh hơn. Nhưng mà nhìn qua thì Fiddlesticks này thì nó kiểu vị tướng bất bại rồi. Giờ đố anh em biết vị tướng nào có thể đánh bại được Fiddlesticks này. Khi mà mình sử dụng một người rồi, anh em nào biết rồi thì hãy comment ngay cho mình biết nha. Và nếu đã đang xem thì hãy nhớ dập nát cái nút like để mình có thể có nhiều động lực hơn, để săn cho anh em xem những cái video siêu phẩm hơn nữa. Đấy là những cái động lực to lớn để mình có thể cố gắng và phát triển mỗi ngày. Đây rồi, mình sẽ đổi lại sang 3 đồ ánh sáng đi. Cái 3 giáp máu tôi thấy bình thường. Anh em à, thường thôi. Hút. Suýt nữa thì hút nhầm đồ của Urgot ra. Thế thì ăn cái cám nợ luôn. Test cho anh em từng cái một. Tại vì với 3 cái trong ánh sáng thì tương đương với 3 loại khu kho thần tích. Let's go. Boom. Ông này mà nhanh trí bán hết tướng và cho thêm một cái cọc thì chắc chắn là mình sẽ bị thua thôi. Ok, một lần nữa cảm ơn anh em rất nhiều vì đã theo dõi video lần này của mình. Và hẹn gặp lại anh em trong những cái video sắp tới nha. Bye bye.